Hello, Hồng à, xin chào cô chú bác anh chị em. Hồng rất là vui mọi người đến với kênh Hồng 84.1. Tối hôm nay hai vợ chồng đi thăm gặp bé chuột. Hồng xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nha mọi người. Đây bà xã mình bữa nay khỏe khỏe rồi. Thì ngày hôm qua đó Hồng đi có một mình cảm thấy rất là buồn. Hôm nay có bà xã đi theo bữa nay mừng quá. Thôi chúng ta xuất phát thôi cả nhà ơi. Cùng trải nghiệm với Hồng nhé. Có hàng một em kẹp đuôi này, đợi cái nón VIP đấy. Nhìn giống nấm linh chi á. Ồ, con bự dính chốt nha. Hôm nay gà nhìn ê xé mà xem bị sảy em à. Gặp công nhum vô cơm hai em này to to đó, bự đi em ơi. Cho bá nè, hai con chụp được không? Tùng làm gì để mũi hết, ngu quá. Chuột ơi chuột, mày nằm ở im chỗ đi. Có hàng em ơi. Có hàng em ơi. Một em bự dằn khe đây. Con nó bự cho bá kìa. Đây em thấy không? Này lúa chóc này. Người ta cắt bỏ đó. Biết nãy đem kéo theo cắt được rồi. Cắt cái dành về cho chuột ăn, dành bẫy gắn. Đây lúa sập đây. Này rau nhút. Rau nhút này trường sinh bất lão rồi. Quá già. Đây cái nhà thì đám ruộng này người ta mới cắt hồi chiều á, chiều trời mưa. Ở đây mưa lớn lắm cả nhà ơi. Hồng đi bẫy một mình, bẫy dầm mưa luôn cả nhà. À, chuột nó chạy trời ơi, bự chứ bá luôn em à. Em làm gì vậy? Định gì nó hả? Đây nó có cái luồng rồi, chiều mưa lớn quá đâu có thấy dấu nó đi. Kìa dấu nó kìa. Ồ, quá đã luôn rồi. Trời uổng ghê. Bờ này dấu nhóc luôn, bờ cỏ này em, đây dấu nó nè em ơi. Hả? Chín một em hả? Lụm đi. Một em. Em nó bự mà em sao đổ cho bên đây? Bự không? Lỡ lỡ làm luôn.
để bẫy chuột bự bự cho gắn nó ăn, ăn cho nó mập một chút. Một em hay chục con, chục gắn. Đừng mòn. Một em siêu to em ơi. Đây bà xã ơi. Con to cho bá kìa. Đây con luôn em, gần nhau luôn nè. Ồ, con này quá to nè em ơi, con này to nhất nách luôn. Ngoài ngoài đồng người ta hát giọng cổ nghe ấm tai ghê đó. Này cây sim nè, sim rừng nè, đang trổ bông nè. Đây cái nhà cây cây sim đang trổ bông nè. Đây cái nhà trái nó nhỏ nhỏ nè cả nhà. Sim rừng, sim này là sim thiên nhiên tự mọc. Đây nguyên cái vạch bờ này nhiều lắm cả nhà ơi. Đây cả nhà, cái trái này chín đó cả nhà. Nhìn coi trái này chín ta. Một cây này mới nhiều nè. Cây này trái nghẹt luôn cả nhà ơi. Quá đầy luôn à. Mấy em siêu to. Lâu với em. Đợi đợi đặt nữa. Bên đuôi, kẹp đuôi luôn. Siêu to. Nào có thời gian sửa gặp lại mơ. Có hàng.
bự bự không. Con nào con nãy nhìn thấy mây chứ. Ngày trước quất ở đây hai cái chất quất luôn bờ bờ gò này ngon quá êm luôn, chục chất quất không có. Đây cũng chất quất luôn rồi. Chất quất luôn trời, không có con nào luôn. Bờ này tệ quá. Chất quất luôn. Thôi được luôn. Đây cả nhà, đây là mũi nha. Ngay động mũi luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nó bu đầy mặt mày luôn. Không quá mũi luôn rồi. Có hàng nè bà xã ơi. Hello hello chú chuột. Có hàng bà xã ơi, một em chụp vàng đây. Hello hello chú chuột, chú chuột khuôn mặt đẹp chú chuột. Đây cả nhà ơi, thành quả tối hôm nay bèo quá cả nhà. Được nhiêu đây cả nhà ơi, buổi chập đầu hôm tối đêm nay quá bèo cả nhà ơi. Hy vọng chập buổi sáng Hồng đi thăm được nhiều cả nhà. Tối nay chụp bự bự nữa. Tầm tầm 2 kg rồi cả nhà. Con có hàng một em một chục vàng. Có hàng cả nhà ơi, đây một em nó tung cái gặp lòi đuôi lấy đuôi vô nè con chuột. Tiếp tục có hàng. Ba cái dính ba cái cả nhà.
Cái này Trung Quốc. Trung Quốc luôn. Cống nhung cả nhà ơi. Một em siêu to cả nhà. Quá đã luôn cả nhà. Con siêu to. Nhức nách. Quá sướng. Quá nặng luôn cả nhà. Em chút bé. Rồi tiếp tục một em chút vàng to cho bá. Bảy em ở cái nhà ơi. Em chuột siêu mini. Tiếp tục có hàng. Có hàng nữa cả nhà ơi. Đây cái nhà. Gặp bên đây có hàng đó nha. Có hàng cả nhà ơi. Hàng ốc, ốc ma, bảy chuột là dính ốc ma đó nè. Một em chuột vàng cả nhà. Gặp này gặp cống nhôm nè. Dính chuột vàng. Con này to. Cái nhà Hồng còn 8 cái hết cái nhà ơi. Còn 8 cái gặp lớn. Gặp con nhum dính này chục cơm. Con này con đực siêu to. Thì cái gặp con nhum này Hồng bảy bên khu rừng tràm nha mọi người. Cái này Trung Quốc mọi người. Có hàng mọi người ơi, có hàng nha. Đây mọi người, có hàng. Một con siêu to.
Trung Quốc luôn. Và cái khu rừng tràm này 7-8 cái được có một con. Đây cái nhà ơi, thì thành quả sáng hôm nay có hồng được nhiều đây cả nhà, trong cái lồng đây. Còn cái số chuột đầu hôm thì trong cái gọng đây. Đây cả nhà, sáng nay được hai con cống nhum bự bự nha. Nhum để đây đi, nó an toàn. Cắn hư lột xo hết. Đây chục mồi phải gắn qua ngăn mình đây. Này lòng cống nhum dính chục cơm, còn chục đực, hai con chục cơm vàng. Con này rất là to, con này quá mập luôn cả nhà. Hai em nhum siêu to với chục cơm cả nhà ơi. Thôi Hồng xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà luôn luôn nhiều sức khỏe nha cả nhà. Hồng xin kết thúc clip tại đây cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha cả nhà.